quý vị thân mến, tiếp theo trong cái chuyên mục của tử vi ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Dần năm Canh Tý 2020. Thì xem xét cái vận trình tử vi tuổi Dần năm 2020 thì trong cái năm Canh Tý này thì bán mệnh không còn chịu cái sự kìm kẹp của thái tuế, cả công danh và tài lộc đều vươn lên không ngừng, song tiếc là cái nhân duyên còn lận đận, chưa có được cái hạnh phúc như mong muốn. Và thì bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết cụ thể các cái nội dung đối với tử vi của người tuổi Dần trong năm nay, về tổng quan, rồi về tử vi về tài lộc, về sức khỏe, rồi công danh sự nghiệp, rồi tử vi của từng tuổi Dần một trong cái năm này và từng tháng trong cái năm 2020 này, và cái cách hóa giải để mang lại những cái điều may mắn nhất cho người tuổi Dần. Và bây giờ xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tổng quan tử vi người tuổi Dần trong năm 2020. Theo dõi tử vi năm 2020 của tuổi Dần, con giáp này trong năm không chịu ảnh hưởng của thái tuế, vận trình nhờ thế mà cũng bớt phần xui xéo lận đận. Năm Canh Tý, Dần thổ lộ xuất thiên quan, thái tuế Tý thủy có chính ấn trợ mệnh, tương sinh cho tuế can Canh kim, giúp cho bản mệnh gặp nhiều may mắn. Về vận trình sự nghiệp, tuổi Dần năm 2020 thì về cơ bản thì con giáp này sẽ gặp được khá nhiều cơ hội để chuyển vận của mình. Song các cơ hội này không dễ để nắm bắt, cần phải chủ động tìm kiếm và nắm giữ thì mới có lợi cho việc thăng quan tiến chức, tăng chế độ đãi ngộ, đồng thời nhận được sự ưu ái và nâng đỡ của cấp trên. Điểm đặc biệt trong năm Canh Tý này là bản mệnh thi cử rất suôn sẻ, lấy bằng cấp chứng chỉ dễ dàng, xin việc ứng tuyển cũng thuận lợi, có thể thoải mái thực hiện kế hoạch nhảy việc hay điều chuyển vị trí thích hợp, có được mức lương thưởng và đãi ngộ tốt hơn. Song, con giáp này cũng phải chủ động và tích cực, đồng thời tận dụng các mối quan hệ sẵn có, bởi thái tuế không trực tiếp tương sinh cho bản mệnh nên chỉ có cơ hội chứ không có may mắn. Ngoài ra, thái tuế là Tý thủy, là chính ân tinh của tuổi Dần, tượng trưng cho cái sự giúp đỡ, hỗ trợ của trưởng bối với con giáp này, đồng thời cũng thể hiện sự thuận lợi trong các cái dự án có tính lưu động lớn như thủy lợi, thủy sản hay kinh doanh mặt hàng ẩm thực ăn uống. Trong năm cũng có khá nhiều hung tinh, nhưng nhờ có cát tinh che chở lại không chịu ảnh hưởng của thái tuế nên không gây ra quá nhiều cái hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, nó vẫn dễ mang tới những cái trận kinh trợ hoặc tổn hại nho nhỏ với bản mệnh và người thân. Trong năm đường tình duyên bất thuận, nhà cửa dễ bị trộm cắp ghé thăm, thiên cấu hung tinh chiếu mệnh, nhà có trẻ nhỏ nên tránh để trẻ em chơi một mình, nên hạn chế tiếp xúc với động vật trong nhà như là mèo hay chó để tránh những cái thương tích không đáng có. Thứ hai là về cái tử vi sự nghiệp của người tuổi Dần trong năm 2020 thì theo tử vi năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần năm nay có thiên ân và chính ân cùng trợ mệnh. Chuyện học hành, thi cử, lấy bằng cấp, chuyển việc, xin việc, thăng quan tiến chức sẽ vô cùng dễ dàng. Song bản mệnh cũng đừng quá chủ quan, bởi cơ hội trong năm không nhiều, nếu không biết nắm bắt thì cũng khó có thể xoay chuyển được vận mệnh, cần phải chủ động tìm kiếm nắm bắt cơ hội dành cho mình, đừng lười biếng cũng đừng chần chừ do dự. Nếu tự tin vào thực lực của mình thì con giáp này có thể tiến hành đầu tư vào các cái dự án tài chính cũng khá tốt, nên dành thời gian để học hỏi thêm kiến thức và kinh nghiệm cho mình. Về tử vi tài lộc năm 2020 thì xem vận trình tài lộc tuổi Dần năm 2020 này, con giáp này có Canh kim thiên quan, tọa thái tuế chính ân. Trong năm đường tài lộc khá tốt, mệnh chủ sẽ đạt được sự tăng tiến trong lương thưởng và mức đãi ngộ, có thể được quý nhân phù trợ để tài vận không ngừng phát triển. Quý nhân của tuổi Hổ có thể là nữ mệnh lớn tuổi trong nhà hoặc người thân lớn tuổi về phía bên họ ngoại. Các dự án liên quan đến ẩm thực, đồ ăn uống, thủy lợi, thủy sản sẽ dễ thu lợi về tay, song dù làm gì thì cũng cần phải chủ động sáng tạo, thấy cơ hội tới là dùng hết sức lực để nắm giữ cho mình. Về mặt tình cảm trong năm 2020, xem tử vi tình duyên năm 2020 của tuổi Dần, bán mệnh đào hoa không quá vượng, song tuế can Canh kim sinh thương quan tinh, mà đây lại là ngôi sao đào hoa của nữ mệnh, nên nữ tuổi Dần vẫn có nhiều cơ hội đón may mắn, nhận được hạnh phúc. Những cô gái tuổi Hổ sẽ có nhiều cơ hội gặp gỡ với người khác phái, không phải tất cả những người bạn gặp đều có thể trở thành đối tượng yêu đương, nhưng ít nhất mệnh chủ cũng được tiếp xúc và có cơ hội làm quen, tìm hiểu với nhiều người hơn so với bình thường. Song, nữ mệnh cũng nên lưu ý, đừng chỉ bị động ngồi yên một chỗ chờ tình yêu tới. Bạn cần phải chủ động nắm giữ lấy hạnh phúc của mình, có thể dựa vào mối quan hệ của trưởng bối trong nhà để tạo thêm cơ hội tình yêu cho mình. Với nam tuổi Dần, mệnh chủ còn khá bị động, lại không có nhiều cơ hội gặp gỡ làm quen với nữ giới nên tình duyên đã ít lại càng thêm ám đạm. Con giáp này nên tìm cách để tự mình có được cơ may gặp gỡ. Như vậy, khả năng thành công sẽ cao hơn so với việc nhờ người khác giúp đỡ. Nam tuổi này có thể thay đổi cách thức tiếp cận và tìm hiểu với nữ giới để tăng thêm đào hoa cho mình, không để cho tình duyên ám đạm quá mức. Vấn đề tiếp theo đấy là về tử vi, sức khỏe của người tuổi Dần trong năm 2020. Thì sức khỏe của người tuổi Dần trong cái năm này, theo ngũ hành thì không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Song trong năm Thái Tuế mang theo nhiều cái hung tinh nên có thể là cũng sẽ tác động một phần. Mệnh chủ chớ nên chủ quan mà coi thường những cái dấu hiệu bất thường trên cơ thể. Bạch hổ và tăng môn hung tinh đại diện cho tai họa tăng tóc, họa huyết quang, họa nước, họa lửa. Mệnh chủ nên tránh tranh chấp, xung đột với người khác, không động khẩu, càng không nên động thủ. Hạn chế tham gia các hoạt động hay trò chơi mạo hiểm, không nên đến nơi nhiều nước như là ao hồ, sông suối, biển cả để vui chơi, cũng hạn chế đi đến những cái nơi âm u, ẩm ướt. Nên tránh gây chuyện với các cái cơ quan công quyền, các cái đơn vị xã hội. Trong năm có họa thị phi, giữ mình bình an vẫn là cái chuyện quan trọng nhất. Và bây giờ tiếp theo xin được kính mời quý anh chị và các bạn chúng ta cùng đến với tử vi tuổi Dần theo từng cái tuổi chi tiết trong cái năm 2020 này. Đó là các tuổi Canh Dần năm 50, Nhâm Dần năm 62, Giáp Dần năm 74, Bính Dần năm 86, Mậu Dần năm 98 và Canh Dần năm 2010. Trước hết chúng ta cùng đến với tử vi 2020 của tuổi Canh Dần sinh năm 2010 cùng Bách Mộc. Tuổi Canh Dần sinh năm 2010 sẽ có cái vận trình năm 2020 khá tốt. Con giáp này có ý chí, có quyết tâm từ nhỏ, đã có chí học hành, chỉ cần dồn sức học tập, tập trung toàn bộ lên chuyện học hành thì chắc chắn sẽ thu được kết quả không tồi. Tuy nhiên bản mệnh nên lưu ý hơn đến các cái mối quan hệ bạn bè. Tính tình con giáp này có phần cố chấp, ngang ngạnh, tính tự tôn cao, không giỏi giao tiếp, dễ xảy ra các cái tranh chấp với người khác chỉ vì những cái chuyện nhỏ nhặt. Trẻ nhỏ nhiều chuyện chưa kiểm soát được mình, cha mẹ cần theo sát để bảo ban, uốn nắn cho con. Hãy hướng dẫn cho con cách xử lý các cái mối quan hệ, cách giao tiếp với mọi người, cách để tránh cái phạm lỗi và sửa sai. Hãy cho con tiếp xúc nhiều hơn với bạn bè cùng trang lứa, học cách sống hòa đồng, chan hòa với tất cả mọi người, nhất là bạn cùng tuổi. Trong cuộc sống hàng ngày cần chú ý chuyện ăn uống, đường tiêu hóa của tuổi Canh Dần không được tốt, dễ bị nhạy cảm với đồ lạnh hay đồ cay nóng. Và bây giờ chúng ta cùng sang cái tử vi năm 2020 của tuổi Mậu Dần sinh năm 98 thành đầu Thổ. Trong cái năm Canh Tý 2020 này thì người sinh năm 1998 học hành tấn tới, thành tích học tập càng ngày càng đi lên. Trong thời gian này mệnh chủ nên tranh thủ học thêm nhiều cái bằng cấp, chứng chỉ có lợi cho các cái bước đường tương lai sau này, tạo nên cái nền móng vững chắc để sự nghiệp của mình được thuận lợi, suôn sẻ từ những bước đầu tiên. Song mệnh chủ cần lưu ý trong cái chuyện xã giao, nên giữ cái thái độ khiêm nhường cầu thị. Mệnh chủ tự coi mình là nhất, không thích đi theo trào lưu, không thích tiếp xúc trò chuyện với mọi người thì càng khiến cho bản thân bị người khác ganh ghét đố kỵ. Hãy tự kiểm điểm bản thân mình, đứng từ cái phương diện của đối phương để suy nghĩ. Trong công việc, con giáp này tinh thần sa sút, sức tập trung kém nên dễ mắc sai lầm không đáng có, họa huyết quang đi theo, dễ tai nạn chảy máu. Trong năm làm gì cũng phải cẩn trọng, ngoài ra nhớ chú ý đến các bệnh về gan, bàng quang. Tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 tuổi Bính Dần sinh năm 86 Lư Trung Hỏa. Bước sang năm 2020, vận trình tuổi Hổ sinh năm 86 không được tốt cho lắm, sức khỏe kém, thành tích làm việc không được như ý, dễ vì chuyện riêng tư mà ảnh hưởng đến công việc. Bạn đang mù mờ trong các cái kế hoạch tương lai của mình, chưa có mục tiêu rõ ràng, hiệu quả, làm việc cũng vì thế mà giảm sút, tâm tư có phần bất an. Mệnh chủ có thể thử thay đổi không khí làm việc, chuyển vị trí hay là thử sức mình ở những cái lĩnh vực mới, biết đâu có thể thay đổi được cái tình hình này. Con giáp này cũng nên bồi dưỡng kiến thức chuyên môn của mình, đừng ngại học hỏi ở bất cứ lứa tuổi nào. Và về cái phương diện tình cảm thì con giáp này nếu còn độc thân thì vận trình không được tốt cho lắm. Mệnh chủ có thể nhờ bạn bè giới thiệu mà làm quen biết được đối tượng không tồi, xong có thể rơi vào cái cảnh có duyên mà không có phận. Đừng quá đau buồn, hãy tham gia vào các cái hoạt động xã hội, đi tụ tập cùng bạn bè, biết đâu đào hoa lại tới. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tử vi 2020 của tuổi Giáp Dần, sinh năm 74, đại khê thủy. Người tuổi Dần mệnh đại khê thủy, năm 2020 vận trình khá tệ, sự nghiệp bất ổn, khả năng phát triển kém, khó nhận được cái sự công nhận và tán thưởng của mọi người. Dù rất cố gắng nhưng vận số lận đận, không có quý nhân phù trợ, áp lực công việc càng ngày càng lớn, hiệu quả làm việc không cao. Do công việc bận rộn, căng thẳng kéo dài nên ăn uống kém điều độ, sinh hoạt không được khoa học, sức khỏe cũng theo đó mà đi xuống. Nếu tiếp tục trong cái thời gian dài thì dễ bị bệnh về tiêu hóa, gan thận, nên tránh hút thuốc, uống rượu bia, ăn ít đồ mặn, đồ dầu mỡ. Từ giữa năm, vận trình dần khởi sắc hơn, có thể làm tốt cái nhiệm vụ của mình trong công việc, bản mệnh sẽ được đánh giá cao nhờ cái sự quyết đoán dứt khoát trong công việc, hiệu quả và chất lượng công việc cũng được tăng cao. Việc đã được nhận là hoàn thành xuất sắc, mang về cái lợi nhuận không nhỏ trong công ty. Thời điểm cuối năm, cát khí vượng, người tuổi Dần sinh năm 74, dễ gặp được quý nhân để bạt lên cái vị trí cao hơn. Bạn cần nắm vững cái cơ hội trong tay và thể hiện cái năng lực hết sức mình, khả năng thăng quan tiến chức, tăng lương, tăng thưởng rất nhiều. Và tiếp theo chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 của tuổi Nhâm Dần, sinh năm 62, kim bạch kim. Người tuổi Nhâm Dần năm 2020 này vận trình không được như ý muốn, sự nghiệp bị cản trở rất nhiều. Bản thân con giáp này kiến thức chuyên môn không vững vàng nên khả năng thăng tiến cũng thấp. Bản mệnh dễ phạm sai lầm, bị khách hàng, đối tác phản ánh, thành tích làm việc kém, dễ nảy sinh tranh chấp, xung đột với cấp trên, lại bị tiểu nhân lén tung lời đồn thổi, thị phi khiến cho thân bại danh liệt, làm gì cũng khó khăn hết mức. Về phương diện tài lộc, con giáp này chi nhiều hơn thu, các khoản thu nhập sụt giảm, dễ gặp phải khủng hoảng tài chính. Trong năm Canh Tý nên tìm cách giữ tiền là hơn, đừng tùy tiện thay đổi công việc, hành sự cũng nên thận trọng, hạn chế ra ngoài, rượu chè tiếp khách. Nên dành thời gian để bồi dưỡng thêm kiến thức, củng cố chuyên môn, cũng có thể đi chơi, đi du lịch một thời gian ngắn để giải tỏa áp lực, nạp lại cái năng lượng cho công việc của mình. Tiếp theo bây giờ chúng ta cùng đến với tử vi năm 2020 tuổi Canh Dần, sinh năm 50, tùng bách mộc. Xem tử vi năm 2020 của tuổi Canh Dần, những bạn sinh năm 50 sẽ có một cái năm không được suôn sẻ, thuận lợi cho lắm, dù ít hay nhiều thì cũng sẽ đụng phải cái chuyện không như ý, khiến kế hoạch đề ra không được thực hiện. Bản thân con giáp này là người khá cố chấp và nhiều thành kiến, tính tình lại tự cao, không thích tham khảo ý kiến của người khác, các mối quan hệ xã giao kém, dễ nảy sinh mâu thuẫn với mọi người. Bản mệnh nên học cách kiềm chế cảm xúc để tránh vì cái bốc đồng, sốc nổi mà làm mất hòa khí. Nên dành thời gian rảnh rỗi để tham gia các hoạt động cùng người đồng tuổi, vừa để tăng tình đoàn kết, vừa để giải tỏa buồn phiền. Lưu ý là nên tránh các cái hoạt động mạnh, vận động trong cái thời gian dài, chỉ nên tập thể dục thể thao nhẹ nhàng, vừa giúp tâm trạng thoải mái, vừa tăng cường sức khỏe. Đừng ham ganh đua mà tự hại mình. Trong năm, bản mệnh dễ gặp tai nạn bất ngờ, không nên đi du lịch nước ngoài theo đoàn, có thể lợi dụng việc hiến máu, nhổ răng để ứng họa huyết quang, giảm bớt tai ương. Về tài vận, năm Canh Tý tuổi Dần này không lo túng thiếu tiền bạc, tiền lương hưu khá dồi dào, đủ để chi tiêu. Tuy nhiên thì nên nhớ hãy chi tiêu hợp lý, đừng tham lam mà nghe lời dụ dỗ đầu tư vào những cái thứ mà mình không thực sự thấu hiểu, dễ bị lừa gạt, tiền mất tật mang. Tiếp theo xin mời quý anh chị chúng ta cùng đến với tổng quan tử vi từng tháng của tuổi Dần trong năm 2020 này, từ tháng 1 cho đến tháng 12 âm lịch. Đầu tiên đấy là tử vi tháng 1 năm 2020 theo âm lịch. Tháng đầu tiên năm Canh Tý là cái khoảng thời gian mà vận trình tuổi Dần khá tốt. Về tổng thể, đạt được mức tăng tiến nhất định, con giáp này có tín hiệu tốt trong sự nghiệp, phát triển khá thuận lợi theo cái mục tiêu đề ra. Bản mệnh đủ năng lực để giải quyết mọi chuyện, lớn nhỏ, nhiệm vụ nào. Nhiệm vụ vào tay là xử lý, đâu vào đó, được cấp trên vô cùng tán thưởng. Về tài vận, tuổi Dần có thu nhập vững vàng. Tuy thời điểm cuối năm vừa rồi mất mát khá nhiều tiền phong bì, phong bao, song dần dần trong năm cũng lấy lại được vốn. Về đường tình duyên, quan hệ giữa bản mệnh và người ấy rất tốt. Đôi bên hiểu và thông cảm cho nhau, ít khi vì những cái áp lực trong cuộc sống hay chuyện con cái mà nảy sinh cái mâu thuẫn. Sang tháng 2 âm lịch của năm 2020 thì tử vi tháng 2 âm lịch của người tuổi Dần báo động về cái sự sụt giảm trong cái vận trình sự nghiệp của con giáp này. Riêng đường tình duyên thì vẫn khá ổn định và trên đường tăng tiến tốt. Trong tháng, con giáp này gặp không ít khó khăn trong công việc, thất bại chồng chất khiến bán mệnh dần mất đi cái lòng tự tin của mình. Trong trường hợp năng lực có hạn, con giáp này nên nhìn nhận rạch ròi cái sự khác biệt giữa lý tưởng và hiện thực. Hãy sống thực tế, làm việc thực tế. Về đường tình duyên, bán mệnh và người ấy bên nhau quấn quýt không rời. Xong, cũng có lúc vì áp lực công việc mà không kiểm soát được cái cảm xúc, trút giận lên đối phương, gây ra những cái vết rạn nứt trong quan hệ đôi bên. Và bước sang tháng 3 năm 2020 âm lịch thì vận trình trong tháng 3 năm 2020 âm lịch này thì những chú hổ đang phải đối mặt với cái sự sụt giảm từ từ trong tài vận của mình. Sức khỏe thì bình bình, không tốt mà cũng chẳng xấu. Dù là vận chính tài hay thứ tài thì tuổi Dần cũng không gặp may, chuyện xui xẻo liên tiếp xảy ra khiến cho thu chẳng đủ bù chi. Đứng trước nguy cơ tài chính lớn nhất từ trước đến nay, có thể bán mệnh sẽ chẳng còn cách nào khác ngoài cái việc là trong tháng tìm cách vay mượn, xin sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè và người thân. Về phương diện sức khỏe, bán mệnh cần lưu ý thêm về cân bằng tâm lý, đừng để áp lực công việc khiến mình mất cân bằng cảm xúc. Tiền bạc và công việc tuy quan trọng nhưng bản thân thấy vui vẻ và hạnh phúc là điều quan trọng nhất. Hãy học cách suy nghĩ tích cực, lạc quan khi đối mặt với mọi vấn đề trong cuộc sống. Bước sang tháng 4 âm lịch thì tuổi Dần đang có khá nhiều biến động trong tài vận. Theo hướng tiêu cực thì tiền của trong túi đang không cánh mà bay. Về công việc, bán mệnh cần phải lưu ý khi xử lý các cái giấy tờ văn bản quan trọng, nhất là những cái bạn làm thư ký, văn thư hay trợ lý kế toán. Cần tập trung tinh thần khi làm việc, chú ý đến mọi cái tiểu tiết dù là nhỏ nhất để tránh sai lầm không đáng có. Tài vận của tuổi Dần trong tháng 4 này không ổn. Bán mệnh cần phải xác định rõ cái nguồn thu chủ yếu của mình đến từ công việc chính, không nên tùy tiện mang tiền bạc cho bạn bè vay mượn hay đầu tư khi bản thân chưa thực sự hiểu. Nếu không làm được như vậy thì tiền chỉ có không cánh mà bay. Tiến sang tháng 5 âm lịch, người tuổi Dần sẽ có những bước chuyển biến tích cực trong cái đường tình duyên, sức khỏe trong tháng cũng khá tốt. Người độc thân tháng này có thể sẽ được người ngầm thương trộm nhớ mình, bày tỏ tình cảm. Giữa hai người có nhiều cái cơ hội để phát triển từ tình bạn lên tình yêu. Với những bạn đang có người yêu thương thì hãy học cách dành cho đối phương có không gian riêng. Đừng giữ nhau quá chặt mà khiến cho đối phương cảm thấy chán ghét, mệt mỏi và muốn thoát ra khỏi cái mối quan hệ đó. Về phương diện sức khỏe, tuổi Dần dù nhiều tuổi hay ít tuổi thì cũng đều không phải chịu cái sự dày vò của bệnh tật. Tuy nhiên, mệnh chủ cũng vẫn cần phải lưu ý đến cái chuyện ăn uống, sinh hoạt điều độ. Đừng ham ăn, ham uống mà gây hại sức khỏe lâu dài. Sang tháng 6 năm 2020 âm lịch, sự nghiệp của tuổi Dần khá ảm đạm, song đường tình duyên so với cái tháng trước thì có phần sa sút. Trong tháng này, công việc của bán mệnh đang gặp nhiều khó khăn, tuổi Dần dễ bị người khác thêu dệt chuyện thị phi thất thiệt. Trong quá trình làm việc, bàn bạc, thương lượng với khách hàng, bán mệnh hãy kiểm soát cảm xúc của mình thật tốt, đừng nói năng thiếu suy nghĩ mà mang họa vào thân. Mệnh chủ có thể đắc tội với khách hàng, dẫn đến những cái hậu quả đáng tiếc như bị kiện cáo, vướng vào vòng lao lý. Trong cuộc sống, không phải lúc nào cũng có cái sự công bằng, bạn đừng mong chờ rằng ông trời lúc nào cũng thương người. Trong chuyện hôn nhân, những chú hổ có cái tôi khá lớn, thường vì những cái chuyện nhỏ nhặt mà cãi cọ xung đột với nhau, đôi bên lại không kịp thời ngồi lại nói chuyện, bàn bạc với nhau, nên những cái hiểu lầm càng về cuối tháng thì càng trở nên sâu sắc. Tình cảm lứa đôi cũng vì thế mà phai nhạt dần. Sang tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn năm 2020, không mang tới quá nhiều tin xấu cho những cái chú hổ, mà ngược lại con giáp này có được con đường sự nghiệp, tài lộc càng ngày càng tăng tiến. Về phương diện sự nghiệp, tuổi Dần có cái sự linh hoạt và sáng tạo trong cách làm việc, biết cách lợi dụng các cái mối quan hệ xã giao để tạo ưu thế cho mình trong công việc. Người làm kinh doanh sẽ tự tay tạo dựng được không ít cơ hội kiếm tiền. Dù là người làm ăn lớn hay kinh doanh nhỏ thì cũng có được sự may mắn về tài lộc. Tháng 7 âm, người tuổi Dần sẽ có được cái nguồn thu như mình mong muốn. Chuyển sang tháng 8 âm lịch năm 2020 thì vận trình tình cảm tháng 8 âm lịch của tuổi Dần vẫn không có nhiều điểm báo khởi sắc, sức khỏe của bản mệnh cũng có phần sa sút. Mối quan hệ giữa bạn và người ấy bị nhiều người khác can thiệp khiến cho tình cảm đôi bên phần nào bị ảnh hưởng, thậm chí đối phương có thể vì thế mà sinh lòng nghi ngờ, hiểu lầm tình cảm của bạn dành cho họ. Tình cảm bị dao động trong khi bản thân con giáp này vẫn mong muốn níu giữ. Tuy nhiên, có những lúc chúng ta cần phải học cách buông tay nếu không còn khả năng nắm tay nhau đi tiếp trên chặng đường đời. Tình cảm cưỡng ép không thể mang lại hạnh phúc. Thời điểm này, bản mệnh có việc ra ngoài, tốt nhất là nên cẩn thận, lưu ý khi tham gia giao thông, hạn chế xung đột, tranh chấp với người khác, giảm nguy cơ bị ngã, bị thương, vướng vào họa huyết quang. Tiến vào tháng 9 âm, tuổi Dần không có nhiều biến chuyển trên con đường sự nghiệp. Con đường tình duyên thì vẫn rơi vào cái trạng thái ảm đạm, không có gì đáng mừng. Trong công việc, con giáp này cần phải sửa cái thói tự cao tự đại của mình, học cách khiêm nhường, cầu tiến, biết cách lắng nghe và tiếp nhận ý kiến của người khác, nhất là khi có người góp ý cho bạn là cấp trên, lãnh đạo. Về phương diện tình cảm, tháng 9 này, tuổi Dần dễ bị thất tình, nguy cơ bị phản bội khá lớn. Đừng quá đau buồn nếu lỡ như tình cảm bạn gửi trao không được đáp trả lại như mong muốn. Có thể đôi bên chưa đủ duyên để đi cùng nhau tới cuối cuộc đời. Hãy suy nghĩ kỹ theo hướng tích cực và tự vực mình dậy. Tiếp tục tìm kiếm hạnh phúc thuộc về riêng mình. Bước sang tháng 10 âm lịch năm 2020, vận trình tài lộc của tuổi Dần đang thăng hoa rực rỡ. Tài lộc cực vượng, rực rỡ không gì so sánh nổi. Sức khỏe của bản thân cũng đạt mức lý tưởng, không cần phải lo lắng nhiều. Thời điểm này, tuổi Dần gặp khá nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc. Bản mệnh dễ có được nguồn thu bất ngờ, nhất là những người có thói quen mua xổ số cầu may thì khả năng trúng số trúng thưởng là rất cao. Sức khỏe về cơ bản không có vấn đề gì quá lớn, song cần chú ý sinh hoạt điều độ, ăn uống đúng giờ, hạn chế thức khuya sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe lâu dài. Bước sang tháng 11 âm lịch năm 2020, sự nghiệp của tuổi Dần tháng này là khá tốt. Bản mệnh được quý nhân giúp đỡ nên sự nghiệp càng ngày càng phát triển thuận lợi, khả năng thăng tiến cũng khá tốt. Đường tình duyên của con giáp này khá ổn định, có nhiều tín hiệu đáng mừng. Bản mệnh gặp khá nhiều khó khăn và rắc rối trong công việc, song dù khó khăn tới đâu cũng có quý nhân chỉ lối dẫn đường. Dù rắc rối tới đâu cũng có quý nhân ở bên gỡ rối, giúp cho mọi chuyện nhanh chóng được giải quyết. Về tình cảm, người đang yêu sẽ có mong muốn tiến thêm một bước về lâu đài hôn nhân với người mình yêu. Trong khi đó, tình cảm vợ chồng tuổi này càng ngày càng sâu đậm hơn, gia đình đầm ấm hạnh phúc. Và bước sang tháng 12 năm 2020 âm lịch, trong tháng cuối cùng của năm Canh Tý, tuổi Dần có vận trình tổng thể khá ổn, nhất là cái sự nghiệp và tài lộc có tốc độ tăng tiến cực nhanh. Sự nghiệp của những chú hổ có những bước tiến mới, bước đại nhảy vọt thành công, phá vỡ những cái nút thắt còn tồn đọng trước đó, giúp bản mệnh từng bước giành được cái sự tín nhiệm của cấp trên, có thể được ưu ái và trao thêm cho nhiều cái trọng trách, nhiều cái cơ hội để thể hiện mình. Về tài vận trong tháng Chạp, người tuổi Dần được thần tài ở bên che chở nên may mắn ngập tràn, dù có đi đường thôi cũng có thể nhặt được tiền rơi. Người làm kinh doanh càng có cơ hội hốt vàng hốt bạc, lợi nhuận tăng vọt, tiền bạc trong tay cũng tăng lên nhiều không kể xiết. Và tiếp theo là cái vấn đề thứ 8 là cách để hóa giải theo phong thủy phi tinh năm 2020. Tử vi 2020 tuổi Dần cho thấy thì sự nghiệp của bản mệnh đang trên đà tăng tiến tốt, tài lộc cũng vượng, tuy nhiên tình duyên bất thuận dễ xảy ra cái mâu thuẫn trong gia đình. Ngoài ra thì trong năm sức khỏe tốt nhưng cũng có điểm báo về cái tai họa bất ngờ, cần phải thận trọng giữ mình. Theo phong thủy phi tinh năm 2020 thì trong năm Canh Tý này, người tuổi Dần nên lưu ý đến cái phương vị chính bắc trong nhà. Ở vị trí này nếu để đồ đạc lộn xộn thì dễ gây rối loạn các cái trường khí, dẫn đến những cái tranh cãi, mâu thuẫn giữa các cái thành viên trong nhà. Ngoài ra thì trong năm nếu đặt bàn ăn hay là sofa ở cái góc tây nam trong nhà thì cũng nên di chuyển sang vị trí khác. Bởi điều này có thể kích hoạt thêm những cái trường khí xấu, khiến cho quan hệ tình cảm gia đình dễ bị rạn nứt. Tại phương vị tây bắc cần phải giữ cho mọi thứ gọn gàng, sạch sẽ để không khí được lưu thông. Đây là đại tài vị năm 2020, nếu làm không đúng thì tiền kiếm về tay rồi cũng có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Từ đầu năm có thể chủ động đi khám sức khỏe toàn diện hay hiến máu nhân đạo để lấy máu ra khỏi cơ thể, giảm bớt những cái tai họa có thể xảy ra. Quý anh chị thân mến, như vậy trên đây chúng tôi đã chia sẻ với quý anh chị và các bạn là tử vi tuổi Dần trong cái năm Canh Tý 2020 này. Trong cái năm này thì bản mệnh thoát khỏi thái tuế, thăng hoa rực rỡ, không còn chịu cái sự kìm kẹp của thái tuế nữa, cả công danh và tài lộc đều vươn lên không ngừng. Song tiếc là cái nhân duyên của vẫn đang còn lận đận, chưa có được cái hạnh phúc như mong muốn. Và trong cái nội dung này đã cung cấp cho quý anh chị và các bạn những kiến thức cần thiết và bổ ích trong cái việc mà xem tuổi trong cái năm Canh Tý 2020 này, để quý vị biết được để đón lành tránh dữ trong năm 2020, và chúc quý anh chị sẽ gặt hái được nhiều thành công, may mắn, hạnh phúc. Và xin được cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Nếu có bất kỳ băn khoăn hay là thắc mắc gì thì các bạn hãy ghi rõ rồi để ý lại lời bình luận bên dưới của video, và ban biên tập sẽ phản hồi lại các bạn trong cái thời gian sớm nhất. Và nếu các bạn là những người lần đầu tiên đến với kênh Lê Lực Tử Vi, hoặc là những ai còn chưa đăng ký kênh, thì hãy hoan hỉ đăng ký kênh để ủng hộ ban biên tập của chương trình. Và sau đó hãy nhấn vào tín hiệu chuông ở phía bên dưới để không bỏ lỡ những cái thông tin mới nhất khi có video mới nhất và hay nhất từ ban biên tập. Và chúc quý anh chị và các bạn có những ngày tháng luôn vui vẻ, an bình an và gặp nhiều may mắn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những nội dung tiếp theo của chúng tôi.